Công thức 3 loại nước uống vào buổi sáng hạn chế axit uric tăng không kiểm soát. 1. Trà gừng. Gừng là loại thực phẩm có tính chống viêm hiệu quả, có thể giúp kiểm soát nồng độ axit uric và giảm đau. Bạn có thể ngâm lát gừng tươi trong nước nóng 5 đến 10 phút, thêm một thìa cà phê mật ong hoặc nửa quả chanh để tạo hương vị và sử dụng 2 đến 3 lần mỗi ngày để cảm nhận sự thay đổi rõ rệt. 2. Sữa nghệ. Nghệ có chứa chất curcumin, có tác dụng chống viêm, giúp giảm nồng độ axit uric nhanh chóng. Sử dụng một thìa cà phê bột nghệ cùng một cốc sữa ấm và uống đều đặn trước khi đi ngủ để có kết quả tốt nhất. 3. Giấm táo. Táo là loại thực phẩm giàu axit malic có khả năng trung hòa axit uric. Nhờ vậy, việc bổ sung giấm táo vào khẩu phần ăn hàng ngày là cách làm vừa đơn giản, vừa hiệu quả trong việc kiểm soát lượng axit uric. Bạn có thể pha loãng 1 đến 2 thìa giấm táo với nước ấm để uống trước mỗi bữa ăn sẽ giúp giảm lượng axit uric trong máu. Hãy duy trì thói quen này từ 1 đến 2 lần mỗi ngày để đạt được hiệu quả tối đa.